Hello, xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ đăng bán những cái món hàng mà mình kiếm được trong chủ nhật tuần trước nhé mọi người. Thì phía bên này trở đi là những cái hàng, những cái máy mà mình sẽ đăng bán. Còn từ phía bên tay trái trở đi là những cái máy mà đã có người đặt hàng rồi nhé mọi người. Rồi ok, thì hôm nay mình cũng thanh lý những cái cần câu của mình luôn. Đây chỉ có hai cái thôi nha mọi người. Thì cây này là cây có cục solar, có anh kia đặt rồi. Đây mình hôm nay mình sẽ thanh lý hai cây cần của mình câu. Hai cây ở bên ngoài nhé mọi người. Cây ở giữa thì không phải. Đấy. Thì ok. Rồi, trước khi đi vào video chi tiết từng sản phẩm thì mình có ba điều muốn chia sẻ lại với mọi người. Thì cái điều thứ nhất đó là thì kênh mình nó cái tốc độ phát triển nó cũng khá là cao nên là cái lượng những cái lượng tin nhắn nó vào trong cái điện thoại của mình nó khá là nhiều, dẫn đến là cái việc xử lý của mình nó không có kịp đúng không mọi người. Thì mọi người thông cảm cho mình cái vấn đề đó nhé. Thì mọi người nhắn tin cho mình thì khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời lại cho mọi người. Có thể là nó cái thời gian delay nó có thể lên tới 1 ngày, 2 ngày hoặc 3 ngày nhé mọi người. Đó. Thì mọi người cũng thông cảm cho mình. Tại vì mình thời gian mình đi làm, làm ban ngày, rồi buổi tối về mình làm video, nói chung là cũng khá là bận, nên là cái thời gian rảnh của mình cũng không có nhiều. Đấy. Thì mọi người thông cảm cho mình cái vấn đề đó nhé. Rồi. Cái vấn đề thứ hai đó chính là dạo gần đây trên mạng có một số đối tượng lừa đảo đó mọi người. Thì mình chốt hàng trên YouTube mà, những cái đối tượng đó nó sẽ lấy những cái thông tin của mọi người và giả mạo mình để chốt đơn lại cho mọi người. Thì mọi người lưu ý là mình chỉ có một cái link Facebook duy nhất, mình để ở dưới phần mô tả. Và cái số điện thoại của mình á, số điện thoại Zalo của mình á là 0327681725 nhé mọi người. Rồi cái tài khoản ngân hàng mà mình cung cấp cho mọi người á là tài khoản Vietcombank và tên Trịnh Đình Dũng, là đó là tên của mình nhé mọi người. Thì mình không có bất kỳ các tài khoản ngân hàng nào khác nữa. Và các đối tượng đó nếu mà yêu cầu mọi người cọc bằng thẻ điện thoại á, thì mọi người nhớ xác minh lại số điện thoại nhé mọi người. Đấy, số điện thoại của mình là đuôi 725 để tránh tình trạng mọi người bị lừa. Rồi, một cái vấn đề nữa là cái số điện thoại của mình á, là số điện thoại Việt Nam. Và bây giờ mình đang ở bên Nhật. Thế nên là mọi người gọi điện mình vẫn có chuông nhưng mà mình không thể bắt máy được nhé mọi người. Thì có rất nhiều người gọi điện cho mình luôn. Nếu mà mình bắt máy thì sẽ tốn rất nhiều tiền của mọi người. Cái cước phí mà gọi quốc tế là nó lên tới khoảng 70.000, 70.000 một phút hay sao á, 70.000 một phút. Và cái cước tin nhắn là khoảng 10.000 một tin nhắn. Thế nên là mọi người muốn liên lạc với mình á thì mọi người cứ liên lạc qua Zalo. Qua Zalo cái số điện thoại mình cung cấp cho mọi người. Qua Zalo. Rồi mọi người muốn nhắn tin, gọi điện, video call gì đều được hết. Mọi người đừng gọi điện bằng điện thoại nhé mọi người. Ok. Rồi cái vấn đề thứ ba đó là vấn đề là tại vì cái lượng tin nhắn mình nhận đến rất là nhiều và cái đặt hàng mọi người rất là nhiều luôn. Và nhiều khi mình kiếm được, mình đi quay ấy, mọi người mình đi quay cái tiệm đồ câu, mình quay món này món nọ, mọi người có thấy được cái món đó thì mọi người nhắn tin lại cho mình, mọi người kêu là mọi người muốn đặt cái món đó. Nhưng mà đối với mình á, cái điều đó mình xử lý rất khó. Tại vì mọi người nhắn tin là mọi người chỉ có một với một người xử lý với một người thôi. Còn mình á, là những cái món hàng đó là có rất là nhiều người muốn luôn nhắn tin lại cho mình. Thì cái việc làm sao để mua hàng cho ai rất là khó xử đối với mình luôn. Thế nên là mình quay được video cái cửa hàng đó. Ví dụ cửa hàng Tuckleberry, mình quay video cửa hàng đó. Thì
Vài hôm sau thì mình sẽ lên cái video mà mình kiếm được cái máy câu nào ở cửa hàng đó, thì mình sẽ lên video cho mọi người. Mọi người chốt hàng thì cứ chốt trên YouTube. Đó, chốt trên YouTube thì cho mình xử lý cho nó dễ. Chứ mà mình xử lý mà nhận tin nhắn rồi chốt hàng cho mọi người rất là khó cho mình luôn, mà mình không thể nào xử lý hết được luôn á. Cái lượng tin nhắn nó rất là nhiều luôn. Rồi mình cũng rất là khó xử để làm sao để mua hàng cho ai, rất là khó xử. Rồi thì giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm cho mọi người nhé. Thì cái máy đầu tiên là con Shimano Aerinox XT. Thì con này là một con máy sản xuất tại Malaysia và size của nó là size 3000 SDH nha mọi người. SDH. Đấy, thì cái SDH tức là cái cối của nó cũng khá là nông nha mọi người, size 3000 nhưng mà cối khá nông. Đây, thông số dây của nó đây nha mọi người. Đây, dây be nha mọi người, mình sẽ đọc dây be cho nó dễ. Dây 0.6 vào được 200 m, dây 0.8 vào được 150 m và dây số 1 vào được 110 m. Thì cái máy này thích hợp cho mọi người câu lua rê, cá lóc, cá chẽm đều rất là thích hợp luôn. Câu lua rê, cá lóc, cá chẽm rất thích hợp nha mọi người. Còn mà đi câu biển thì cũng mọi người không thích hợp lắm tại vì nó cối nông. Nếu mà cối nông mọi người đem ra biển câu á, nhiều khi là mọi người cần phải cái lượng dây khá là dài. Tại biển nó có những nơi rất là sâu và cá, khi mà cá ăn gặp cá lớn chạy á, cá lớn nó chạy thì mọi người cần phải có dây để xả cho nó chạy. Thế nên là một con cối nông như này mà mọi người đem ra biển câu thì nó không có hợp lắm nha mọi người. Chỉ thích hợp cho mọi người câu lua rê cá lóc thôi. Rồi thì hoạt động của nó là mọi người, hoạt động khá là mượt luôn, khá là êm ái. Tại vì những cái dòng này là dòng sản xuất tại Malaysia thì nó cũng khá là ok, khá là ok hơn so với sản xuất tại Trung Quốc. Đấy, thì ngoại hình của nó còn khá đẹp nha mọi người. Không, mình không thấy một vết chảy xước nào đáng kể hết. Nói chung là nó có chảy đó nhưng mà nó không có đáng kể lắm nha mọi người. Đây, máy thì khá là đẹp, thiết kế khá là đẹp nha mọi người. Tất cả các chức năng đều hoạt động rất là bình thường, có thể đổi tay trái phải được nha mọi người, tay quay đôi. Rồi, con máy này có giá là 800 ngàn nha mọi người, máy mã số 601, giá 800 ngàn. Rồi, tiếp theo, con máy mã số 800602, mã số 602 là một con Daiwa Primark 2000. Thì con này ngoại hình của nó cũng có xuất sắc nha mọi người, mọi người có thể tự đánh giá. Đây, mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người cùng xem. Có xước sát nha mọi người. Đấy, có xước nè. Thì cũng là một, đây là một cái dòng máy cũng khá là lâu rồi nên là nó không tránh khỏi cái tình trạng nó bị xước nha mọi người. Đấy, thì ngoại hình nhìn từ xa thì cũng còn khá là ổn nha mọi người. Thì con máy này là một con máy khá là châu bò tại vì nó làm toàn thân bằng kim loại hết luôn. Cái phần này bằng kim loại luôn nhé mọi người, chứ không phải bằng bằng nhựa đâu, không phải bằng carbon đâu, bằng kim loại luôn mọi người. Nó rất là chắc chắn và rất là châu bò ấy mọi người. Đấy, hoạt động thì khá là êm ái mượt mà luôn. Con này có ABS chặn rất là tốt, đổi tay trái phải, mô bin sống, cối sâu. Rồi, thông số dây của nó nha mọi người, size 2000, thông số dây của nó đây. Rồi, dây bị mờ luôn rồi. Mình không đọc được luôn rồi. Nhưng mà con này size 2000 cối nông thì vào, cối sâu thì vào cũng được, tương đối khá khá dây mọi người. Thích hợp cho mọi người câu lua rê, cá lóc, cá chẽm hoặc đi câu sông hồ đều rất là ok luôn. Như con này câu biển cũng khá là ok, nếu mà mọi người sử dụng dây BE số 1 thì cũng được khá là nhiều đó, chắc cũng phải được 200 m. Còn dây nylon thì dây 0.34 mm thì chắc được khoảng 100 m mọi người. Thì 100 m thì câu ở sông hồ cũng khá là ổn rồi. Câu lua rê, cá lóc, cá chẽm, câu sông hồ khá là ok. Thì con này có khả năng bạc đạn của nó, bạc đạn chống mặn nha mọi người. Khả năng chống mặn rất là tốt. Có ABS. Rồi, con này có giá là
800 ngàn nha mọi người, mã số 602, giá 800 ngàn. À, con máy này là một con máy Daiwa sản xuất tại Thái Lan. Sản xuất tại Thái Lan nha mọi người. Đấy, hoạt động thì bao êm mượt luôn. Những cái dòng máy cũ này mọi người mua những cái dòng máy cũ này khá là tốt hơn so với những cái dòng máy mới. Những dòng máy mới mà cùng giá mà sản xuất tại Trung Quốc thì những dòng máy cũ này nó ăn đứt 100% luôn mọi người. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất là những dòng máy cũ nhưng mà nó là những cái dòng máy cao cấp của những năm cũ. Thì cái chất liệu và những cái công nghệ của nó thì tất nhiên nó sẽ rất là cao cấp. Và những hàng này là những cái hàng nội địa Nhật, hàng sản xuất để chuyên ra xuất Nhật. Nên nó tiêu chuẩn nó rất là khắt khe và rất là ok. Còn những cái hàng mà Trung Quốc đời mới hiện nay á, là những cái hàng làm thương mại, đánh vào tâm lý người dùng là thích hàng mới, hàng đẹp. Nhưng mà nó chỉ xài được khoảng 1-2 năm là nó sẽ hư, chắc chắn đảm bảo mọi người luôn. Những con máy này sản xuất khá là lâu rồi và đến bây giờ hoạt động vẫn rất là ok. Thì mọi người biết được cái độ trâu bò và độ bền của nó rồi. Mọi người xài nhiều khi khoảng 5 năm, 10 năm nữa thì nó vẫn không hư được. Đấy, thì đây là con máy mã số 602, giá 800 ngàn. Rồi, con máy mã số 603 là một con máy Shimano Navi XT size 500 cối sâu nha mọi người, size 500 cối sâu Navi XT. Con máy này là một con máy rất là dễ thương mọi người, nhỏ xíu luôn, nó nhỏ hơn cái lòng bàn tay mình luôn nè mọi người. Đấy, nhỏ hơn lòng bàn tay. Con máy này sản xuất tại Malaysia, sản xuất tại Malaysia xuất Nhật. Ngoại hình thì còn tương đối đẹp nha mọi người, tương đối đẹp. Cũng không có vết chảy xước nào lớn đáng kể cả. Nó vẫn có chảy đúng mọi người, đây nè. Nhưng mà nó không có vết chảy xước nào đáng kể. Không có bị cấn móp hay là bị nứt gì hết nha mọi người. Đảm bảo nếu mà bị nứt là mình sẽ không bao giờ bán cho mọi người. Tại vì nếu mà nó bị nứt là nó sẽ bị gãy và nó sẽ bị hư ngay. Đấy, tất cả các chức năng đều hoạt động bình thường. Mô bin sống đổi tay trái phải. Thì con này mình sẽ đọc thông số cước cho mọi người. Thông số cước số 1 vào đường 145m, số 1.5 vào đường 100m và số 2 vào đường 65m nhé mọi người. Đấy. Thì máy này cũng khá là đẹp và khá là xịn sò của Shimano luôn. Chỉ có điều là size nó nhỏ thôi. Thì nó thích hợp cho mọi người câu cá suối nè. Rồi câu nhẹ nhàng, câu cá rô, rô đồng, rô phi gì, câu chơi chơi, rất là ok. Và đặc biệt nếu mà mọi người có con nhỏ, có trẻ em, con nhỏ thì mọi người sắm một cái cần nhỏ khoảng 1m65, 1m50 gắn vào cái máy này cho em bé chơi thì rất là đẹp, rất là ok, rất là vừa tầm luôn. Huấn luyện cho con cái từ nhỏ có niềm đam mê câu cá. Đấy. Rồi, thì con máy này có giá là 750 ngàn nha mọi người. Đấy, hoạt động thì họ phải nói rồi. Nó hoạt động rất là êm ái và mượt mà luôn. Quay cực kỳ nhẹ luôn nha mọi người. Quay nó nhẹ tưng luôn á. Những cái máy sản xuất tại Nhật á, những cái máy Nhật này á, là đặc điểm của nó là quay cực kỳ nhẹ. Nó không giống như cái máy Trung Quốc. Máy Trung Quốc quay rất là nặng nha mọi người. Máy Nhật nó quay rất là nhẹ tại vì nó có nhiều bạch đạn. Đấy, thì con này cũng có 3-4 bạch đạn gì nè. Đấy, 3-4 bearing nhé mọi người. Có 3 bạch đạn. Thì con này mã số 603, giá 750 ngàn. Rồi, tiếp theo là con máy mã số 604. Đây là một con Shimano Utega 1000. Thì cái con máy này cũng có rất là nhiều người nhắn tin đến cho mình khi mà xem cái video mình quay cái tiệm đồ câu á. Thì thật sự mình rất là xin lỗi tại vì nhiều cái lượng tin nhắn đẹp quá, mình không thể biết được là mà không thể biết được chốt cho ai cả. Nên công bằng nhất là mình cứ đăng video YouTube. Thì trước khi đăng cái video lên thì mình sẽ thông báo với mọi người cái thời gian mình sẽ đăng cái video để cho mọi người lên đó, ai chốt trước thì được, cho nó công bằng. Chứ thực ra là có khoảng 10 người nhắn tin đến cho mình lấy con này nhưng mà giờ mình không biết trả lời như thế nào ấy, rất là khó xử nha mọi người. Thì mình cứ đăng lên video YouTube cho mọi người, ai chốt trước thì được. Đấy, thì mình cũng đăng cái thời gian rõ ràng cho mọi người để mọi người vào chốt. Rồi Shimano, đây là con Shimano Utega 1000. Con này là một dòng máy sản xuất tại Nhật Bản. Sản xuất tại Nhật Bản nha mọi người.
ngoại hình của nó thì nó có xước, nó có xước nha mọi người, có xước nè, có xước và bị chóc sơn một số chỗ như cái đuôi nè mọi người. Cái đuôi này do người ta để xuống cái nền nền bê tông nè, nên nó bị xước à. Đấy, thì con máy này có xước xác mọi người, nhưng mà nó không bị nứt hay bị cấn móp gì hết. Nói chung là nó có xước cũng kha khá. Ngoại hình thì mọi người có thể tự đánh giá. Cái cối này đấy à, thì một cái điều nữa mình muốn chia sẻ với mọi người là một con máy mà nó có xước bên ngoài thì không sao ấy mọi người. Những cái điểm mà nó không được phép xước đó chính là cái vằn spool này mọi người. Đấy, cái vằn trên cái cối nè, là nếu mà một con máy nào bị xước cái vằn này thì giá của nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Đấy, thì tại vì cái vằn này là cái lúc mà dây của mình ra nó sẽ cạ xung quanh cái này, nếu mà bị xước là sẽ hư dây hết. Đấy, thì mọi người xem nè, con máy này nó không bị xước ở chỗ này, nó còn rất là bóng và rất là đẹp luôn. Đấy, thì những cái điểm điểm này nè, là một là không thể không được xước nè mọi người. Rồi cái điểm thứ hai đó là trên cái tay tay này là không được xước, tại vì cái tay này á là khi dây mình sẽ chạy xuống đây. Đấy, thì nó khi mà lúc mà nó chạy qua đây, nếu mà bị xước nó cũng hư dây. Rồi trên cái bạch đạn này cũng không không bị xước là ok. Đấy, những cái chỗ này không bị xước là ok nhé mọi người. Còn những cái chỗ mà xung quanh cái vỏ vỏ này nó bị xước là không có vấn đề hết nha mọi người. Đấy, con máy này thì hoạt động cực kỳ êm ái và mượt mà đó mọi người, quay cực kỳ nhẹ và nó quay như trong chóng luôn đấy. Máy này size 1000 thì thông số cước của nó là 1.5 và được 130 m số 2 và 100 m, số 3 và được 65 m. Size 1000 này cối của nó là cối sâu nha mọi người, thì thích hợp cho mọi người câu lô đê cá chẽm hoặc cá cháp. Đấy, lua cá chẽm hoặc cá cháp bằng cái máy này đánh UL thì khá là ok nhé mọi người. Máy thì còn ngoại hình có xước xác nhưng mà nhìn cái thiết kế của nó thì khá là đẹp. Đấy, đẹp mọi người, nhìn cực kỳ đẹp luôn đấy. Đây mọi người, đấy, Utega 1000 sản xuất tại Nhật Bản. Rồi con máy này mã số 604 giá 800 ngàn. Con máy tiếp theo, máy tiếp theo là máy Shimano luôn nhé mọi người. Đây là máy Shimano Biomaster 1000. Biomaster 1000 thì size này cũng giống size con kia, thì cũng thích hợp cho mọi người câu lua cá chẽm, cá cháp. Cá lóc thì cũng được thôi, ok thôi. Đấy, ngoại hình của nó nhé mọi người, ngoại hình thì còn tương đối. Mọi người có thể tự đánh giá nhé mọi người. Đấy, thì những cái điểm mà không không được phép xước nè thì nó cũng không xước mọi người. Đấy, còn những cái điểm này còn khá là đẹp nha mọi người. Bạch đạn con lăn ở đây còn quay khá là ổn định, khá là ngon. Đây, còn quay khá là bình thường nha mọi người. Đấy, thì con máy này cũng là một con máy tay đôi, quay rất là mượt luôn, không có xào cấn hay gì hết. Con máy này có khả năng đổi tay trái phải được nha mọi người, đổi tay trái phải, mô bin sống hoặc tất cả các chức năng đều hoạt động rất là bình thường. Đấy, Biomaster 1000 thì dòng Biomaster này nó chỉ đứng sau con Stella với con Trimbauer ở cái dòng câu lua thôi nhé mọi người. Nó là cái phân khúc cũng khá là tầm trung cận cao cấp rồi đó. Thì rồi con này mã số 1605 nhé mọi người, giá 900 ngàn. 605 giá 900 ngàn. À, con máy này là một con máy sản xuất tại Nhật Bản luôn nha mọi người. Một cái dòng sản xuất nội địa Nhật Bản nè, Biomaster XT Japan. Đấy, giá là 900 ngàn. Mã số 605 giá 900 ngàn. Thì những con máy này mình quay trong tiệm đồ câu rồi á, thì về mình tính giá mọi người mình chỉ cộng thêm tầm khoảng 300 đến 350 một con thôi. Đấy, là đến tay mọi người luôn đấy. Rồi mã số 606 đó là một con máy mà được rất nhiều người yêu thích. Nếu mà mọi người câu cái dòng máy câu ngang nhiều rồi và mọi người là một tín đồ của Daiwa thì mọi người sẽ biết được cái con Team Daiwa X này. Thì con này
cũng là một con máy khá là cổ và khá là hiếm đấy mọi người. Khá là cổ, khá là hiếm đấy. Máy khá là đẹp luôn nha mọi người. Máy khá là đẹp. Đấy, hoạt động thì cũng khá là còn ổn định nha mọi người. Đây, spool quay không có tiếng động gì luôn mọi người. Đấy, nhưng mà quay bạch đạn thì nó cũng có hơi có tiếng nhỏ nhỏ, nhưng mà nó quay rất là mượt nha mọi người, và quay cực kỳ nhẹ luôn đấy. Nó quay nhẹ tưng luôn đấy mọi người. Đấy, mọi người có thể thấy không? Nó quay cực kỳ nhẹ luôn. Chứ không phải là quay nặng giống như những cái máy Trung Quốc, máy mới. Quay rất là nhẹ luôn, mình không có bôi thêm bất kỳ cái thứ dầu nhớt mỡ gì vào á. Máy mình mua ở ngoài tiệm sao thì mình đem về vậy luôn nè. Nó quay nhẹ tưng luôn nè mọi người. Đấy. Mọi người thấy không? Đấy. Đấy. Tất cả mọi thứ đều hoạt động rất bình thường nha mọi người. Thắng nè. Đấy. Siết thẳng vào nè. Cứng ngắc luôn. Spool đúng hoạt động. Chỉnh thẳng. Đấy. Còn rất là ok nha mọi người. Rồi, con máy này khá là hiếm đấy. Thì cái dòng Tindai QX này là một cái dòng dòng máy ngang cao cấp. Như mình nếu mình theo mình nhớ không nhầm á, thì cái dòng Tindai QA này nè là nó định hướng là cái dòng cao cấp nhất của máy ngang cái thời điểm nó ra mắt nha mọi người. Thời điểm nó ra mắt chắc khoảng năm 1997 mấy á, thì con máy này tuổi đời nó khoảng trên hai mươi mấy năm rồi, hai mấy ba chục năm rồi, và nó hoạt động vẫn còn rất là ổn định như thế này thì mọi người biết được cái độ bền của nó rồi đó. Đây, con máy này có giá là 2.000 yên nè. Đấy, còn nguyên cái tem luôn nè. Thì về Việt Nam mình sẽ bán mọi người giá 800 ngàn nha mọi người. Thì cộng thêm khoảng 300, 300 rưỡi thôi. Đấy, giá 6 lại mã 6 lại 6 giá 800 ngàn. Tim Dai qua X 103HL vòng tua chắc khoảng 7 chấm. 6 chấm mấy 7 chấm. Thích hợp mọi người câu lure cá lóc nè. Rất là ok, máy này ném rất là xa đó nha mọi người. Mẹ mọi người đừng có tưởng con máy cổ này mà mọi người xem thường nó. Con máy này rất là xịn đấy. Ném rất là xa luôn mà giá thì rất là rẻ. Đây, mã 606 giá 800 ngàn. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là một con máy cuối nông. À, cuối nông đời mới. Máy cuối nông đời mới. Thì đây là một con Daiwa Socast nha mọi người. Daiwa Socast. Socast 6000B, Socast tức là con Daiwa này người Nhật đó, người ta định hướng nó là cái dòng câu ngoài bãi biển. So tức là cái bờ biển, bờ cát, bờ biển, cast tức là ném mồi á mọi người. Câu lua giống là casting đó, tức là ném mồi á. Đấy, thì Socast có nghĩa là dòng mà câu ngoài bờ biển. Thì thông số của nó là vòng tua 4.9 nè mọi người. Nặng 655 g, mắc là 15 kg nha mọi người. Một vòng quay được 106 cm và chỉ có một bạch đạn thôi. Thì đó là một cái nhược điểm của cái dòng máy này là nó chỉ có một bạch đạn. Đấy. Ok. Rồi thì đây, đây là cái ngoại hình của máy. Thì máy này là một cái máy mới hàng trưng bày nha mọi người. Đấy, ngoại hình thì khá là đẹp. Máy mới mà thì nó chắc chắn nó không có bị chảy xước gì mọi người. Chỉ có điều là mọi người có thích cái thiết kế của nó hay không thôi. Đấy. Đối với mình thì mình rất là thích cái thiết kế của nó, tại vì nó rất là ngầu, rất là đẹp. Nó có cái chống 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 rội cước nè mọi người. Thì đối với những dòng dòng máy cối nông á thì nó phải có cái này để chống rội cước nha mọi người. Size con này 6.000. Nhưng mà nó vào khá được nhiều dây đó mọi người. Dây nó vào được khá là nhiều đấy. Ok, thì con này mình mua với giá là 1 triệu 210 ngàn nha mọi người. Thì về mình sẽ bán lại mọi người giá 1 triệu 600 ngàn. Thì thực ra là con máy này nó có bán ở Việt Nam. Giá của nó máy mới luôn thì chỉ có dao động khoảng 1 triệu 4 đến 1 triệu rưỡi thôi nha mọi người. Thì mình nói luôn để mọi người biết. Nhưng mà máy mua ở Việt Nam thì mọi người cũng biết rồi. Nhiều khi nó không có chất lượng bằng máy mua ở tại Nhật đâu. Tại vì
xuất sang Nhật thì nó có cái tiêu chuẩn của nó khác biệt, cái chất lượng của nó sẽ khác so với máy Việt Nam. Cùng một con máy nhưng mà chất lượng nó sẽ khác nhau đấy mọi người. Đấy, thì nếu ai muốn mua con máy này thì cứ chốt cho mình. Còn mọi người đừng có ném đá mình nhá. Mọi người đừng có ném đá kêu là con máy này mới mua ở Việt Nam có 1,4 triệu, 1,5 triệu, mà đây máy mua ở Tacobedi, máy mua hàng trưng bày mà bán 1,6 triệu, thì nó có cái giá của nó nha mọi người, tiền nào của nấy thôi. Ok, đây rồi, con máy này mã số 607, giá 1,6 triệu nha mọi người. Thì đối với những con máy cối nông bự này thì thường mình sẽ cộng thêm 500.000, tại vì nó ship về rất là tốn tiền. Nhưng mà con này mình chỉ cộng thêm 400.000 thôi nha mọi người. Đấy. Vậy. Rồi. Mã số 107 à, mã số 608. Mình đem đến cho mọi người một con khủng long thứ thiệt. Một con khủng long bạo chúa mọi người. Con máy này là một con máy của Taiwan. Taiwan là một cái hãng đồ câu cũng khá nổi tiếng, nếu mọi người đã vào cái bộ môn câu cá lâu năm hoặc mọi người nghiên cứu nhiều thì mọi người sẽ biết cái hãng Taiwan này cũng khá là nổi tiếng đấy. Thì con máy này là một con máy khủng long nha mọi người. Size của nó là khoảng size từ 10.000 đến 14.000 nha mọi người. Máy cực kỳ trâu bò luôn, toàn thân bằng kim loại luôn này. Nó nặng trịch luôn mọi người, nó nặng. À, nó nặng. Ôi, cầm trên tay mình mà mình cảm giác cầm một tay mà thấy mỏi luôn đấy. Size của nó khoảng 10.000 đến 14.000 nha mọi người. Thì ngoại hình của nó là như mới luôn, ngoại hình không có một vết chày xước nào luôn. Nó làm toàn thân bằng kim loại hết. Tay quay kim loại, núm kim loại, độ tay trái phải, mô bin sống, hoạt động bình thường. Đấy. Có điều cái dòng này cái tiếng rác của nó hơi nhỏ. Mọi người có thể thấy không? Cái tiếng rác của nó hơi nhỏ so với những dòng khác nha mọi người. Đấy. Máy rất là trâu bò, rất là nặng. Rất là size, rất là bự luôn. Thì cái dòng này thích hợp cho mọi người câu biển nè. Câu biển, câu ở những nơi nước sâu rồi, hoặc là câu cá tra. Câu cá tra hoặc là câu lục ở ngoài miền Bắc, câu những con cá chấm bự hoặc là những con cá tra bò, hoặc là câu ngoài biển câu những con cá khủng 40-50 kg. Đấy. Tài quốc, con này sản xuất tại Trung Quốc nha mọi người, Trung Quốc xuất nhập. Rất là bự luôn. Đây trên này nó có ghi nè, Kuroshio, ghi tiếng Nhật. Đấy. Thì con này nó có một thông số cước duy nhất thôi nhé mọi người, là dây be số 5 vào được 350 m. Số 5 vào được 350 m nha mọi người, rất là nhiều. Và cái tỷ số chuyển động của nó là 5.4.1. Thì cái độ nặng của nó mình cầm trên tay khoảng khoảng 700 gram nha mọi người. Nặng khoảng 700 gram, 600 đến 700 gram. Đấy, hoạt động rất là ngoại hình rất là đẹp. Hoạt động thì quay cực kỳ nhẹ luôn mọi người. Quay nhẹ tưng luôn, những con máy bự như vậy mà quay nó nhẹ, nhẹ khủng khiếp. Thì nó có tiếng xào nhẹ nha mọi người. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là không quan trọng đâu. Tại vì cái bộ lòng bên trong nó còn, nó chưa bị bung đâu mọi người. Nhìn con ốc nè, con ốc nó không có bị, có vết nào gọi là bị tháo luôn này. Còn mới cáo luôn nè. Đấy. Thì mình nghĩ là con máy này người ta cũng, cũng người chủ cũ của nó cũng là một người rất là kỹ tính. Họ câu xong họ lau chùi và cất rất là cẩn thận, nó không bị chảy xước gì hết. Đấy, hình như nó có bị chảy một chút nè mọi người. Đấy, quay rất là êm ái, mượt mà luôn. Thì con này có giá là 2.800.000 nha mọi người, 2.800.000. Thì con này mình mua với giá mua bên Nhật là rất là gần 2.300.000 rồi. Đấy, thì về Việt Nam mình sẽ bán lại cho mọi người giá 2.800.000 cộng thêm 500.000 đối với một con máy bự như thế này. Nếu rồi, nếu mọi người thích cái thiết kế này và thích cái độ trâu bò của nó thì mọi người hãy lựa chọn. Tại vì những con máy size bự như thế này á thì cái giá 2.800.000 thì nó cũng khá là ổn đấy mọi người. Tại vì một con máy xịn chứ không phải máy Trung, không phải máy sản xuất của hãng Trung Quốc. Đây là một cái hãng rất là nổi tiếng luôn.
và nó rất là đẹp, rất là xịn sò như này. Đấy, giá 2 triệu 8 là cực kỳ rẻ rồi. Rồi đây là mã số 608 nha mọi người. Giá 2 triệu 800 ngàn. Đây, kèm theo mọi người đó là một cái đai cuốn cước nè. Cái đai cuốn cước nè. Đấy,